Minh Toàn xin trân trọng mến chào anh chị và các bạn. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại công viên nước Thanh Hà thuộc quận Hà Đông, thủ đô Hà Nội ngày nay. Và trước mặt chúng ta là cái đường trượt siêu tốc. Hôm nay Minh Toàn sẽ xin mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đến xem cái đường trượt siêu tốc này nó như thế nào. Và để xem những cái video mới nhất về công viên nước Thanh Hà nói riêng và Hà Đông nói riêng cũng như là thủ đô Hà Nội ngày nay nói chung, rất mong anh chị và bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được xem các video mới về Hà Đông cũng như là công viên nước Thanh Hà. Đây là cái đường trượt mà người ta gọi là đường trượt siêu tốc trong công viên nước Thanh Hà. Đây là cái dọc cái đường trượt nước siêu tốc anh chị và các bạn. Đấy, đây là cái đường để mà trượt xuống này. Đấy, wow, khá là ấn tượng luôn ha. Đây có các cái em trượt xuống này. Đấy. Wow, kia cũng có một em chắc là chuẩn bị lên để trượt. Đây, cái em này này. Bây giờ thì Minh Toàn sẽ xin mời anh chị và các bạn chúng ta hãy lên trên đỉnh của cái đường trượt siêu tốc này xem cái mức độ nó như thế nào nhé. Đây, đường trượt siêu tốc này nó có 3 đường. 3 đường và nước thì bao giờ cũng có cái lối thoát phía đằng sau đây. Đây là cái bực đi xuống. Còn đây, bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên này xem thì có cái gì ở trên này không. Và nhiều người trượt như thế nhé. Nếu mà cái khoảng cách này nó cũng phải mấy trăm mét đây anh chị và các bạn. Ở trong công viên nước Thanh Hà thì cũng giống như nhiều công viên nước khác đều có cái điểm chỉ dẫn cho chúng ta, nên vào đây chúng ta muốn chơi gì thì chúng ta cũng không sợ bị lạc. Và đây là cái đường lên của cái đường trượt siêu tốc. Đây là cái đường trượt siêu tốc, tên của nó là đường trượt siêu tốc đây anh chị và các bạn. Bây giờ chúng ta thử lên trên đỉnh xem nó như thế nào thế này nhé. Quay vlog hả anh? Vlog ấy. Vừa chơi vừa quay vậy. Đây là đường lên của đường trượt siêu tốc. Wow, lúc này thì Minh Toàn cũng đã trượt một lần rồi. Bây giờ Minh Toàn sẽ đi quay video gửi đến cho anh chị và các bạn thôi. Chứ còn lúc này là Minh Toàn đã tham gia các cái trò chơi ở trong công viên nước này rồi. Và công viên nước ở Thanh Hà thì mở cửa từ 8 giờ sáng cho đến 19 giờ hàng ngày. Như giá vé ngày hôm nay, hôm nay là chủ nhật thì Minh Toàn vào với giá vé là người lớn là 180.000. Đấy, đây là đường lên của nó khá là cao đấy anh chị. Wow.
Con gái thì hay la hét lắm. Thì cái cảm giác này đỡ sợ anh ạ. Kiểu kiểu như kẻ chưa đi chơi đêm rồi coi trời bồi hát mình ấy. Đúng đấy, đơn sơ ma của nó. Đó là nguyên nhiên. Nhưng ngày thường là giá vé của mình là bao tiền một vé thì lớn không nhỉ? Dạ? Ngày thường hình như 200-250 gì đấy. Bọn em vào lúc khoảng 4 giờ. Dạ? 180. Dạ? Cái này đi quay nó đỡ rung. Vâng. Đấy, đỡ rung. Cái này hơn 3 triệu. Vâng, đúng rồi. Đây là toàn cảnh cái khu này anh chị ạ. Đấy, cái dãy nhà này dãy nhà để chúng ta nghỉ ngơi uống nước à. Sau này còn có đầm sen nữa. Có đầm sen à, phía xa xa đầu kia là sân gôn nhưng mà chúng ta nhìn ngược sáng nó hơi mờ. Đá tao ấy. Thank you.
Việt Trong mà. Dạ. Anh người Việt Trong rồi anh. Vâng. Thì cái cây trà là gốc trong này đúng không? Dạ. Cây trà là gốc ở trong này đúng không? Cây trà là này này. Sao lại? Cây trà là gốc ở trong này đúng không? Vâng vâng. Nhà em ở cách đây một cây này, mà hôm nay mới lần đầu tiên em mới vào đây. Bụng. Em là gốc Nghệ An nhưng nhà ở đây. Cái trà là này là ở trong ở miền Nam đúng là ngoài này đúng không? Cây trà là này này. Trà là. Vâng. Trà là thì em không biết. Chắc ở trong miền Nam. Anh làm trong này à? Vâng, không em cứ làm gần đây, nhà em ở gần đây. Hôm trước khai trương một hôm xong em không đến được, xong cũng đóng cửa. Đấy. Cái này đúng không anh? Vâng. Đúng rồi, đúng không? Cái này là cái mẫu ở trong đấy ra mà. Tùy ấy. Chọn ống sản những hàng người Nghệ An. Ống B mô hình này là ở ống B ở trong kia ra. Em ở Diên Châu, cách thành phố Vinh 30 cây. Vâng. Dạ. Thôi. Không em không làm ở công viên nước. Ở trong ấy đông. Trong ấy đông. Mà giá trong mềm hơn ngoài này. Mà. À, video này mình toàn xin phép là dừng ở đây. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được xem những video mới về công viên nước Thanh Hà nói riêng và khu Hà Đông nói chung. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.